Nè, nói ông á, cha, duy về năn nỉ vợ đi. Sĩ diện không có quan trọng bằng mạng sống đâu cha. Ông biết cái gì? Sĩ diện gì sĩ diện? Tôi đã đi á là đi luôn, không có về năn nỉ gì hết á. Bây giờ ông không ủng hộ tôi đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi còn Tú mà. Tú, bây giờ ông có ủng hộ tôi không? Nếu mà ủng hộ á, lát cho tôi 50 nha. Ông Tú, xe ngon ghê mày. Trả lời câu hỏi nó kìa. Ông Tú, sao mày bơ tao luôn vậy? Rồi làm đây được không? Ổn không? Trả lời câu hỏi của nó kìa. Trời ơi, má nhà sao rồi, khỏe hả? Mày trả lời câu hỏi nó kìa. Thôi khỏi trả lời đi, bạn bè kiểu gì là hiểu rồi. Không có, tại cà phê ngon thiệt. Thiệt chán thiệt á. Covid á, một mùa không đã chết rồi. Cái này hai mùa, ba mùa luôn, giờ sao? Không có công ty nào tuyển hết á. Thôi đi mấy cha. Tôi nói mình không làm sếp được thì mình làm bình thường thôi, đúng không? Nhìn tôi nè, từ một lập trình viên trở thành nhân viên, miễn có duyên là được rồi. Cái gì vậy xong đó? Anh làm được cái gì? Anh làm ông nội tôi thì có. Sáng nào cũng mấy ly cà phê ghi sổ hết trơn á. Rồi chừng nào trả? Chị ơi, để từ từ tụi em trả. Có mấy ly cà phê đâu mà. Làm gì chị nói bạn em như vậy? Trả đi. Ghi sổ đi, bữa nào tính luôn lần. Ờ, ghi sổ nha. Ngày nào cũng ghi sổ. Gì vậy? Alo. Dạ, em biết rồi. Dạ. Đây, bây giờ tôi đi trước nha. Tại có cuộc phỏng vấn công ty mới. Nha, đi trước nha. Ờ, cái này ghi sổ nha chị. Trả. Tôi phải chở nó đi phỏng vấn á. Cà phê ngon. Gì tính giùm tôi. Ê, hai cái thằng này. Bạn thân gì mà thân ai nấy lo vậy? Dạ, anh cũng lo cái thân của anh luôn đi. Tôi không có khả năng mướn anh đâu. Ý là chị đuổi việc tôi đó hả? Để tôi điện tôi nói chuyện với con Hương. Ê, chịu anh. Alo, Hương hả? Chị rất là quý em, nhưng mà chị nói thiệt, chị không chấp nhận nổi thằng chồng của em. Chị tiễn dâm luôn rồi. Chị nhắn với ảnh á, không kiếm được tiền á thì đi luôn đi, em không chứa nữa. Sao, có chuyện gì? Làm gì có gì nghiêm trọng vậy? Ê, đừng nói với tôi là túng quá thất nghiệp rồi qua rủ hai tụi tôi đi làm chuyện phi pháp đi nha. Gì chứ đụng tới pháp luật là chân mình đi, tụi tôi không chơi đâu nha. Điên nè, các anh á sẽ không ngờ được đâu, có một ngày một người nhân viên quèn bỗng trở nên đổi đời, được nhận vào công việc làm và được ứng trước tiền lương 50 triệu đồng. Giỡn, đang đóng kịch hay cái gì? Này là đậu cụ đúng không? Họ nghĩ sao vậy? Cái mùa này tiền đi ăn cơm ngày hai buổi còn không có, đâu ra mà có công ty nhận rồi ứng trước 50 triệu? Không phải. Ai ơi, nó bị điên hay là bị chạm mạch á? Nè, uống miếng nước cho xả nè. Đó, xả cái đó đi ra như. Trời ơi, trời, có mùi tiền nó thơm phức vậy đó. Mình hiểu luôn á. Ở đâu ra vậy? Sẽ có người chứng minh điều đó cho các anh thấy. Hương, vợ tôi gọi điện rồi, chuẩn bị bước qua bên đây và mọi người sẽ có một sự thay đổi về chế độ mẫu hệ trong gia đình tôi. Có bạn Diễm luôn. Chồng ơi, chồng. Bạn Diễm nó tới rồi. Chồng. Ủa? Tiện dân. Kiếm chậm có chuyện gì? Tự nhiên anh gọi giật ngược giật xuôi rồi. Anh nói cái gì tiền gì ở đây? Làm sao? Hương à, em cũng nghe anh nói rõ là anh đã đi làm, anh có việc làm và còn được ứng trước lương 50 triệu đồng. Cái gì? Không, nãy anh thấy thiệt đó em. 50 triệu thiệt đó. Nghe mùi tiền phân phức luôn em. 50 triệu hả? Ừ. Trời đất ơi, lâu chưa? Lâu gì lâu em? Hai anh đủ anh đi bán thân lâu chưa? Vậy thì vậy. Nãy nào cái này là có vợ là không. Nếu mà 50 triệu bán thận đúng không? Anh bán thận mới được 50 triệu đúng không? Chứ ở đâu ra có 50 triệu như vậy? Cái gì vậy Hương? Em sao vậy? Anh đi làm mà anh không đem tiền về á thì em khi dễ anh, em đuổi anh đi. Còn bây giờ anh đem tiền về, đem nhiều tiền về á thì em không tin, em nghi ngờ anh là sao vậy? Nhưng mà em thấy cái này nó vô lý quá. Thôi nè, nói chung là tiền của anh giữ đi. Em không có cần cái tiền này.
rồi bây giờ anh nói là cái này người ta trả cho anh đúng không? Anh cứ làm đi nha. Nếu như mà sau này mà có cái gì bất trắc á, có cái việc gì đó ha, đừng gọi em nha. Em không có rảnh mà giải quyết cho anh đâu nha. Em về à. Hương, thôi kệ đi, đừng có quan tâm. Cái tội lớn nhất của người phụ nữ là không tin tưởng về chồng của mình. Thì đó, bởi vậy người ta nói á, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Ê, gì vậy? À, không có, không phải. Ý tôi là chỉ có đàn ông tụi mình mới được chia sẻ những cái vấn đề này cho nhau thôi. À, tôi nói nghe nè, công ty nào mà nó gan quá vậy? Nói chung là chưa có tuyển cái gì á, mà sao tự nhiên nó hỗ trợ trước là 50 triệu vậy? Ừ, kiểu như là trên trời rơi xuống 50 triệu cho xài á. Ừ. Sao vậy, có gì nói nghe coi. Đơn giản, chỉ cần mình gật đầu cái mình đồng ý với một chữ thôi là được liền. Cái gì vậy? Gật đầu một chữ thôi là có 50 triệu xài. Ê, ông hoài nói đi cái gì? Làm cái gì nói? Ông ấy chia sẻ, chia sẻ đi. Cái gì vậy? Tôi thấy gì luôn. Điện lỗ quá. Quá. Hợp tác quá mà. Cái gì vậy? Đây, tôi nghe nè. Cái sơ đồ mấy cái thửa đất á, trời ơi, toàn là đầu tư kinh doanh có lợi không nha. Bây giờ mình thích cái gì mà ơi, tưởng cái gì, nãy giờ ngồi lắng nghe cái buổi trời, nó làm cò đất bất động sản. Cái này ở đâu xưa rồi Diễm ơi, cái này đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Thằng Tú nói đúng á, đâu ra mà tiền bạc 50 triệu. Cái này đúng rồi, cái này là xưa lắm rồi, tôi nghe có mùi là đa cấp rồi đó. Nè, nói thiệt đi, chia sẻ với lại anh em nè. Bây giờ sao đủ quá, dưới quê tôi đài. Đúng rồi, bây giờ sao, đầu tư được bao nhiêu rồi? Thằng này không bỏ ra một đồng. Đây là công ty lớn làm ăn uy tín. Để tôi hỏi hai ông nè, sau cái mùa dịch thì cái gì có giá trị nhất? Thì đất và vàng. Và đó là một cái kênh đầu tư sinh lợi thiên hạ. Người ta đổ xô vô người ta đầu tư. Mình phải nắm bắt được dòng chảy, mình nắm bắt được cơ hội, hiểu không? Nè, đây là cơ hội tốt nha. Tôi mới đem về cho bạn bè đó. Nó nghe nè, mua đi, đầu tư đất đai đi. Nó nghe nè, mình mua từ đất được không? Đầu tư tiền vô. Nếu mà con có tiền á, con gầy dựng lại cơ nghiệp của con rồi, chứ không để vợ chửi ngày tám giác vậy đâu. Ông, tiền bạc đó. Bây giờ giờ tiền ăn còn không có ở đâu mà đầu tư. Thế cuối cùng ra không đứa nào có tiền là sao vậy? Có tiền làm chuyện khác rồi, ở đâu mà đợi mấy cái này. Thôi nè, ở nhà tiếp đó đi. Đi đâu hả? Về. Ê Tú, tại sao mày đi mày bỏ mình tao ở đây hả? Dạ, con về nấu cơm cho vợ con. Tới giờ rồi, khổ lắm. Không nắm bắt cơ hội thiệt thòi đáng chịu. Ông Quân, tôi nghe. Ông nên đầu tư, ông nên mua, hiểu không? Mình mua đi nè, đây đây, mình chọn cái miếng này lớn 1000m. Mình không mua nổi 1000m, mình mua 100m. Còn không nổi 100m, mình mua 10m. Hiểu không? Còn miếng này 10m nè, đó, xây đủ cái kim tỉnh. Kim tỉnh? Kim tỉnh chi? Chôn không dưới hả? Nó chơi ông đi. Điên á. Không, khỏi đầu tư. Thôi, khỏi đi. Khỏi đầu tư vậy đó. Không nhiều. Ngồi đây tự nghiên cứu đi. Không ít thì nhiều. Nè, ngồi đây tự nghiên cứu nha. Ê, trời. Cơ hội không dành cho những người không biết nắm bắt. Tôi nè, giờ tháo cái gì mà tháo nữa. Bây giờ ông tháo hết đi, vì hết cái đường này thì cũng còn đường kia, vô ích thôi à. Cái gì vậy ông Quân? Tại sao ông ra đây? Đúng là giờ này ông phải ở nhà để bảo vệ vợ con tôi chứ. Bảo vệ gì bảo vệ, ông mới là đúng á. Ông hay quá ha. Gì? Bây giờ sao? Ông đi vô công ty đó, giờ công ty nó lừa gạt ông, mang nợ gì đó. Ông muốn bảo vệ vợ con ông á, thì mau về nhà đi. Tôi còn vợ con tôi nữa chứ. Cha làm cha hay lắm vậy đó. Cha chọc vợ con cha bỏ đi rồi, còn ai ở nhà đâu, về đó bảo vệ ai. Khỏi về, khỏi đóng vai trò người chồng đảm đang, ai coi. Giờ sao? Ông lên giọng với tôi vậy hả? Ông biết tôi đến đây làm chi không? Đem cơm cho ông nè. Nói vậy tôi đem về cho chó nó ăn đó. Đi. Được rồi. Để tình bạn bè, tôi ăn. Nói lúc nào cũng cãi đó. Ê, Chỉnh. Gì? Anh trai, sao anh trốn tụi em hoài vậy? Rồi tiền của tụi em anh chừng nào trả? Cái gì vậy Quân? Ông để tụi nó theo đuôi tới đây luôn á hả? Hồi nào đâu, tôi đâu có biết. Ông dắt nó tới đó hả? Đâu có biết đâu, tự nhiên nó xuất hiện kìa. Vậy ai dắt? Em đó. Trời,
cái gì vậy Hương? Cái này mới bất ngờ nè. Em là vợ anh vậy? Sao em dắt danh hộ tới kiếm anh vậy? Ủa, anh cũng biết mở miệng nói chữ em là vợ anh hả? Anh hay quá ha. Anh mắc nợ rồi anh trốn. Anh để người ta dán hình đó, vợ con anh khắp chỗ hết trơn. Thà là ví dụ như dán hình em ở trên quảng cáo hay như ca sĩ đi. Không có, đằng này là con nợ, trốn nợ. Anh thấy nhục chưa? Cho nên em phải dắt giang hồ tới đây. Đó, tới cái chỗ này nè, gặp mặt anh. Hai anh, xử lý chồng em đi. Sao? Sao hả anh trai hề hước vui nhộn nhịp? Tiền của tụi em anh tính nuốt luôn hả? Vấn đề không phải là tụi nuốt. Nhưng mà các anh cho mượn tiền cũng vừa phải thôi. Đưa người ta 50 triệu, bây giờ đòi đổi tới 100 triệu, tiền đó mà trả. Thì cái đó là tiền của tụi em muốn làm gì thì tụi em làm. Nếu vậy tôi không trả. Trời ơi, giờ anh trai nói, giờ anh trai không trả thì em xin trái thận à. Anh cứ gì từ từ nói thôi. Em vừa lòng chưa? Dạ hai anh, hai anh cứ tự nhiên à. Mình lấy hai quả đi, chứ một quả nó không có trọn bộ. Dạ, hai anh tới đúng lúc lắm. Trời, thì đương nhiên rồi. Đây hai anh, đây là hai người cho dây ăn lời cắt cổ, khủng bố gia đình em từ bữa tới giờ. Bữa nay mới bắt tại trận đó anh. Mắc hai người này nè. Xin mời các anh theo chúng tôi về phường. Ê ê, chồng mày trả ai kìa? Ê, ủa, à, chồng. Thôi, nó này nó chạy trốn về nhà, đừng kêu nó. Thôi biết mà, thấy không, quê mà anh. Lớn già đầu rồi mà còn bị hai người trẻ này nè đó lừa gạt. Thôi, cảm ơn hai công an. Anh chị là người chứng kiến, xin mời anh chị cũng theo chúng tôi về phường. Ủa là sao?